Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chào mọi người. Rồi, bây giờ có câu hỏi chưa? Để chuẩn bị nghe, chuẩn bị câu hỏi. Xin thầy cho con hỏi là một người giác ngộ thì sẽ có tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh như Đức Phật Thích Ca trong đêm ngài thành đạo, có phải không ạ? Con cảm ơn thầy. Phải. Tức là người giác ngộ là luôn có ba minh, tam minh. Cái thật ra cái minh này á, là khi một cái người mà đang tu tập dù cho chưa giác ngộ, dù cho chưa giác ngộ hoàn toàn, vì đó cũng vẫn có thể là có các cái minh này, tức là nó vẫn có những cái dấu hiệu của cái minh này. Ví dụ như là mình bắt đầu nhìn thấy cái nghiệp của chúng sanh, người này họ sống như vậy, tại sao mà cái gia đình đó họ như vậy, tại sao cái người kia như thế kia, và người như thế này thì sẽ ra sao, người như thế kia sẽ ra sao, thì cái đó là cái người mà bắt đầu có cái chánh niệm tỉnh giác, rõ biết về mình, rõ biết nhân quả, thì đã bắt đầu có cái chớm thấy được cái thiên nhãn minh. Như vậy thiên nhãn minh tức là thấy được cái căn cơ trình độ, thấy được cái nhân quả, cái chúng sanh cõi giới như thế nào, cái gì đó, tức là cái đó. Thì có thể là cái bậc mà giác ngộ như là bậc toàn giác á, thì cái minh đó là rất là sâu xa, nhưng mà thực ra là cái minh đó thì cái người mà có tu tập là đã bắt đầu có rồi đó. Cái lầu tầng minh á, thì nếu như mình nói rằng lầu tầng tức là tất cả các cái lầu, hoặc tất cả các cái vô minh ái dục gì gọi là chấm dứt á, thì đương nhiên là khi giác ngộ hoàn toàn rồi mới chấm dứt, tức là a la hán chánh đẳng giác thì mới chấm dứt. Nhưng thực ra đó thì một vị mà chưa phải là tu đạo hoàng ấy, là ông ta chưa phải là a la hán, nhưng mà vì đó là tu đạo hoàng, hoặc là vì đó thấy pháp, thì vì đó cũng vẫn là có đoàn giảm được những cái lậu hoặc, mặc dù chưa có chấm dứt hạn, nhưng mà cũng là đoàn giảm được các cái lậu hoặc. Cho nên ấy, cái dấu hiệu để thấy rằng cái lầu tầng minh là vẫn có. Cái túc mạng minh, túc mạng minh á, thì là cũng rất là dễ hiểu thôi. Mình có thể liên hệ mình bây giờ với một số nghiệp ở trong hiện tại, nhưng mà quá hiện tại là trong kiếp hiện tại, nhưng mà trong quá khứ. Ví dụ như là mình biết tại sao mà bây giờ mình bị đau bụng, mình biết tại sao mà mình lại bị là đau gan chẳng hạn. Mình liên hệ được là trước đây là do mình ăn uống như thế nào, hay là do mình có những cái đời sống như thế nào.
thì đó là cái dấu hiệu. Và mình có thể là nói là muốn biết cái kiếp trước của mình như thế nào thì phải xem cái quả mà mình gặt trong trong kiếp hiện tại. Thì cái đó là cũng là túc mạng mình, tức là mình biết được cái quá khứ của mình như thế nào. Cho nên cái này thì đương nhiên là khi một người mà hoàn toàn giác ngộ là có ba cái mình đó. Và thầy, bạn Đạt có xin ba câu hỏi ạ. Và thứ nhất là, thưa thầy, làm sao để thoát ra khỏi sự nghiện ngập? Làm sao để thoát ra khỏi sự nghiện ngập hết? Thật ra đó, cái chuyện mà thoát ra khỏi á, thì nó có hai cái thoát khỏi. Một cái thoát khỏi trên cái thái độ tâm, và một cái thoát khỏi trên cái sự tướng. Có những cái người mà trên sự tướng là do cái kêu bằng giống như là tiền khiên tật, tức là một cái nghiện ngập, nó cũng một loại tiền khiên tật mà nó đã là kết lâu ngày quá, cho nên á tạm thời là không thoát ra được. Nhưng mà trên mặt nhận thức á, tức là trên thái độ nhận thức á, thì họ đã thấy ra được hoàn toàn. Thì họ đành phải chịu trên cái mặt mà sự tướng thôi. Còn trên mặt nhận thức á, là họ đã thoát được. Nhưng là thái độ á, thái độ nhận thức á, họ vẫn thoát được. Còn cái người mà họ trong cái quá trình tu tập, họ đã thoát được, ra được rất nhiều những cái dính mắc. Tức là họ trong không có dính mắc gì cả. Cho nên khi mà họ giác ngộ thì đồng thời là cả nhận thức và cả cái trên sự tướng là họ đều không bị dính mắc, không bị nghiện ngập. Nhưng mà có một số người họ nghiện ngập rồi bây giờ không thể nào thoát ra được. Có những cái loại mà nghiện ngập như là nghiện ngập ma túy hay là nghiện ngập gì đó, họ không thể nào mà thoát ra được. Nhưng mà bây giờ họ đã thấy ra được cái khổ, họ đã thấy ra được cái sai lầm, họ thấy ra được tất cả những cái đó, và trong thâm tâm họ đó là họ đã thoát được. Nhưng mà bây giờ họ không, trên sự tướng là họ vẫn cứ còn. Cho nên đó là cái này là cái chính yếu là cái thái độ, tức là thái độ nhận thức là chính. Từ cái thái độ nhận thức mà mình thoát ra được, đó là điều tiên quyết. Còn cái mà cái nghiện ngập nó bây giờ nó trở thành tiền khiên tật rồi. Tiền khiên tật rồi. Thì có khi là không thoát ra được. Nhưng mà trong cái thái độ nhận thức ấy, thì họ vẫn là thoát được. À, còn thêm một cái là bây giờ làm sao để thoát á, thì bởi vì cái thái độ nhận thức là cái chính, do đó mà cái mà Đức Phật ngài nói là bây giờ mà thoát ly được một cái pháp á, là như thế này, là thấy cái sự sinh diệt của một pháp, thấy cái vị ngọt hay là sự nguy hại của pháp đó. Khi mà mình thấy được cả những cái mặt đó đó, thì tự nhiên mình trong thái độ á, là mình không còn dính mắc nữa. Nhưng mà tại vì nó có những cái mà nó bị mà nhiễm rồi đó, là không có cách gì mà thoát được, thì cũng đành phải chịu.
Cho nên cái bây giờ cái thoát chính yếu là vẫn là cái thoát trên cái thái độ nhận thức là chính. Còn cái còn đương nhiên hầu hết là trong cái quá trình tu tập thì cái qua cái thái độ mà nhận thức thì dần dần họ đã đoạn giảm được, họ đã thoát được rồi. Nhưng mà còn một số người đặc biệt là bởi vì trên nhận thức thì họ là nhận thức được rồi, nhưng mà trên cái mặt sự tướng thì họ vẫn còn bị dính mắc. Nhưng mà vẫn không sao, có thể là nhiều khi chính cái dính mắc đó là làm cho họ là thấy càng thấy rõ hơn cái sai lầm, cái đau khổ đó. Làm sao nhẫn nại được trước mọi khó khăn hoàn cảnh ạ? Cái nhẫn nại trước mọi khó khăn hoàn cảnh đó là do trí tuệ thấy được nhân quả. Ví dụ bây giờ mình giả sử như bây giờ mình bị đau đau đường ruột. Thế bây giờ là mình biết rằng là hồi do trước kia mình ham ăn, hay là mình thiếu cái sáng suốt trong cái việc ăn uống, cho nên bây giờ mình bị đau đường ruột. Thì cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Mình không phải, lúc đó mình không phải trách trời than đất, không có gì cả, mà mình thấy rằng rõ ràng là do mình tạo ra, bây giờ mình phải chịu thôi. Nhờ vậy mà người ta nhận lại được. Thứ hai á, là cái thấy cái căn cơ trình độ của mỗi người. Ví dụ như cái người đó đó, mình thấy cái người đó họ ăn nói là hỗn láo thì mình không nhận lại được. Nhưng mà nếu như mình có cái lòng từ bi cảm thông cho cái người đó, do căn cơ trình độ hay là do cái nhận thức và gì đó của họ còn thấp, cho nên họ ăn nói không tốt, cho nên mình cảm thông được, do đó mình nhận lại. Thứ ba đó là mình thấy rằng là thật ra chính những cái điều mà trở ngại khó khăn đó là giúp mình tiến bộ hơn là những cái điều mà thuận lợi. Thật ra trong đời sống á, chính những cái khó khăn á là giúp mình tiến bộ hơn. Những người mà ở đời cũng vậy, mà tu hành cũng vậy. Nếu mà gặp toàn cái điều kiện tốt không thôi á, thì người đó chưa chắc đã giác ngộ được. Nhưng mà những người có gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn trong đời sống, cho nên đâm ra là họ có thể là tự tại vô ngại, tức là trước mọi hoàn cảnh họ vẫn chịu được. Đó. Bởi vì họ thấy rằng là tất cả mọi cái điều gì mà đến trong cuộc đời mình, đó đều là cái bài học để mình giác ngộ. Những cái trở ngại đó là giúp cho mình giác ngộ. Còn những cái trở ngại đó, những cái trở ngại mà thực có rất nhiều cái trở ngại mà do tự mình tạo ra thôi, cho nó không có, tự mình gây trở ngại cho chính mình thôi. Đó. Cho nên bây giờ chỉ cần là điều chỉnh lại cái thái độ mà gây trở ngại đó cho bản thân mình đó, thì nó hết. Cho nên đó, cái nhẫn nại đó trước những cái hoàn cảnh khó khăn đó, mà không thực khởi lên cái tâm đối kháng là chủ yếu là do hiểu biết. Hiểu biết ở đây tức là trí tuệ, thấy rõ được nhân quả, thấy rõ được căn cơ trình độ chúng sanh, và thấy rõ được cái bài học, những cái bài học cũng như là pháp tu dùm mình á. Giống như hồi sáng ai hỏi này, pháp tu dùm mình là chính những cái mà trở ngại mà đến với mình đó là giúp mình tu. Rồi, còn câu thứ ba là câu gì nữa? Dạ, câu thứ ba là làm sao, tại sao sức mạnh lớn nhất là thấy mình không là gì cả?
của người ta đó là luôn là muốn rèn luyện mình để mỗi ngày mình càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đó là con đường mà tiểu ngã đưa đến đại ngã. Tức là thấy mình hoàn hảo hơn, thấy mình tốt đẹp hơn, thấy mình lương thiện hơn, thấy mình toàn là mỗi ngày mình thấy mình hay hơn thôi. Nhưng mà thực ra cái người mà thực sự tu hành á, thì người ta thấy rằng là cái hoàn hảo là cái đó là cái đã có sẵn hết. Tất cả những cái hoàn hảo đều có sẵn. Chỉ có mình á, không biết cái đó là hoàn hảo. Cho nên mình mới làm cho nó ô nhiễm đi. Làm cho nên nó trở nên bất toàn. À, thì á, chính vì mình làm cho nên trở nên bất toàn, cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là cái con đường mà giác ngộ đó, con đường mà giáo pháp của Như Lai đó, là cái con đường đó là con đường mà xả ly, ly tham đoạn diệt an tịnh, thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Giác ngộ niết bàn tức là đã thấy được cái hoàn hảo sẵn có rồi. À, tức mà cái hoàn hảo đó, đó là do mình thấy ra được cái che ngăn che cái trói buộc. Bây giờ mình loại bỏ những cái ngăn che trói buộc đó đi. À, thì cái hoàn hảo nó tự hiện ra. Vì vậy á, mà cái hoàn hảo này đó là không phải do nỗ lực của mình để tạo nên. Cho nên mình nói là không sinh, không hữu, không tác, không thành á. Không phải là do mình tác thành. Mà cái đó nó đã là hoàn hảo sẵn rồi, chứ không phải do mình tác thành. Mà bây giờ chính vì mình làm cho nó mình tự trái lấp, Đức Phật Ngài gọi là nhiều bụi trong mắt á, tức là mình cái bụi sợ tri, bụi sợ đắc, bụi vô minh tham ái gì đó nhiều quá trong mắt mình, cho nên mình không thấy được cái hoàn hảo. Cho mọi sự nó là đã hoàn hảo rồi. Cho nên khi mà cái người mà giác ngộ đó mới thấy rằng là mình chẳng có cái công lao gì trong đó hết á. Cho nên ở trong thiền người ta có một cái câu rất hay là chân giác vô công. Chân giác vô công tức là giác ngộ đó không có công lao gì cả. Không phải mình không có công lao gì mình cả, mình không có không có cái gì ta trong đó hết. Cho nên á, cái người đó, người ta sinh ở trên đời á, là người ta không thể nào chịu đựng được mình không là gì cả. Mình phải là cái này, mình phải là cái kia, mình phải tranh đấu làm sao, mình phải là lên được một chức, tức là mình được một cái gì đó. À, luôn luôn là phải có, phải được cái gì đó. À, ngay cả những vị tu hành cũng vậy. Tu hành cũng muốn là đắc cái này, đắc cái kia, được cái này, được cái nọ. Cho nên á, những người đó đó là họ cũng thể nào mà chịu được mình không có gì cả, mình không là gì cả. Tất cả đều là pháp hoàn hảo cả rồi, không có mình, không có gì ở trong đó cả. Mình chỉ là cái ảo tượng che lấp cái hoàn hảo đó. Cho nên cái người giác ngộ là cái người nó vô ngã, cái người đó không thấy mình còn là mình là cái gì cả. Ngược lại á, bây giờ mình là cứ tưởng rằng là mình tu một ngày kia để mình đạt được một cái đỉnh ấy, là cái tuệ ấy, là một cái quả vị nào đó, cái là thành ra là mình cứ muốn mình là cái gì đó, chứ không thể nào mà không là gì cả. Cho nên cái người mà có thể chịu đựng được cái là không là gì cả thì có nghĩa là chịu đựng được cả trời đất. chịu đựng được vạn pháp. Bởi vì lúc đó không còn mình nữa. Lúc đó tất cả chỉ là bàn pháp, không còn là mình. Cho nên là cái người mà không còn là mình đó, là cái người đó là có thể gánh vác được cả bàn pháp. Còn người mà cho mình là đạt được cái này, đạt được cái kia đó, thì thật ra là cái người đó, sức mạnh của người đó là chỉ ngang cái mức mà cái người đó mà cho rằng là mình là gì đó thôi. Chứ chưa phải là cái sức mạnh mà hoàn hảo của vạn pháp. Nhưng mà
không phải là cũng có những cái người người ta tu, người ta cố tu để trở về với cái sức mạnh hoàn hảo của vàng pháp, nhưng như vậy là cũng sai. Như vậy là lấy vàng pháp làm bạn ngã là cũng sai. Trong cái cuốn mà thầy viết về Lão Tử Đạo Đức Kinh đó, thầy có nói một cái đoạn về cái chỗ đó, thầy phân tích cái đoạn đó rất là rõ ràng. Ngay cả mà mình nói rằng là mình thể nhập vàng pháp, thể nhập pháp tánh, và mình cho rằng là pháp tánh đó là ta của ta, từ ngã của ta, thì cũng vẫn không phải là không là gì cả. Vẫn chưa phải là không là gì cả, cũng chưa phải là vô ngã. Cho nên thực sự là một cái người mà thực sự vô ngã đó, là người đó, một là không có gì để chịu đựng, hai là có thể chịu đựng được cả trời đất. Cho nên cái người mà có thể buông hết, mà có thể buông hết tất cả để không còn là gì cả, không là gì cả, thì cái người đó quả thật là cái sức mình là vô tận. Dạ, thằng Thúy Quỳnh xin hỏi là, thưa thầy, đôi khi những chuyện buồn trong quá khứ lại tái hiện trong giấc ngủ mơ của con, dù ban ngày con không bao giờ nghĩ đến. Lúc tỉnh dậy, con rất mệt mỏi như bị rút cạn năng lượng. Xin thầy chỉ dạy cho con về các mức độ chánh niệm trong giấc mơ ạ. Cứ chánh niệm trong đời sống hàng ngày thôi, chánh niệm trong những cái việc nhỏ nhặt. Mình là thường chánh niệm rồi việc lớn không à, chuyện nhỏ nhặt không chịu chánh niệm. Thật ra chánh niệm càng nhỏ nhặt là chánh niệm càng cao. Chứ không phải là chuyện chánh niệm được chuyện lớn mới là chánh niệm được tốt, mà chánh niệm trong từng việc nhỏ nhặt nhất á, càng nhỏ nhặt càng vi tế chừng nào mà chánh niệm được á, mới là mức độ chánh niệm hoàn hảo. Do đó thì cứ chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, trong những việc nhỏ nhặt, thì tự nhiên là mà trong đó nó nói cái gì ạ? À, giấc mơ. Thì tự nhiên là trong giấc mơ đó nó cũng có sự chuyển hóa. Trong giấc mơ nó có sự chuyển hóa. Ví dụ như tôi cười là thế này. Cái hồi xưa thầy xuất gia. Xuất gia là mặc y rồi. Nhưng mà thấy trên bao là cứ thấy mình người đời không à. mà sợ nhất là đi học mà kêu lên trả bài là sợ lắm, cho nên giấc ngủ là cứ mơ là thấy kêu lên trả bài không à. Mà thấy mình là người đời, đi học là kêu lên trả bài không à, cứ sợ hoài. Mà cho đến một thời gian sau này, tức là trải qua một thời gian tu tập á, thì mới bắt đầu là thấy mình là ông sư. tức là những cái hình ảnh một quá khứ mà trước đây đó nó mạnh quá đi, cho nên nó bây giờ nó xuất hiện toàn những cái chuyện quá khứ đó không thôi. Nhưng mà dần dần á, khi mình bắt đầu tu tập, mình bắt đầu làm quen với cái đời sống của một nhà sư tu hành rồi này nọ, thì bắt đầu thấy mình là nhà sư. Và thấy là khi có vấn đề gì đó, thấy mình chánh niệm tỉnh giác trong giấc mơ, thấy mình chánh niệm tỉnh giác. Gặp một cái chuyện gì đó lo lắng sợ hãi gì đó, cái tự nhiên mình thấy chánh niệm tỉnh giác, cái nó nhẹ nhàng đó, càng vậy. Cho nên đó là cái giấc mơ đó là nó là cái biểu hiện cái tâm trạng của mình. Thì nếu mà cái tâm trạng của mình mà nó bắt đầu nó những cái tạm thời mình dùng như là những cái trục tự thiền đó, trục tự tốt, trục tự chánh niệm tỉnh giác nó nhiều á, thì tự nhiên những cái trục tự mà hồi xưa, những cái đau khổ, những phiền não, những lo âu sợ hãi gì trong quá khứ đó, nó sẽ dần dần nó chìm đi,
nhờ mình thấy ra thì bắt đầu nó chìm đi, rồi bắt đầu mình mới là thấy nó gần gũi với cái hiện tại hơn. Thì đó là do cái trình độ chánh niệm tỉnh giác. Thầy, Minh Tâm Nguyễn xin hỏi là xin thầy giải thích cho con về người có tính tầm và giác. Người có hai tính đó nên hành thiền đề mục nào để thích hợp? Con xin cảm ơn thầy. Mấy cái tính này là để tu về thiền định. Tu về thiền định thì mới nói đến các cái loại mà tham hay là sân hay si hay là tầm, tính tầm hay tính giác rồi đó. Thì cái đó là cái tính mà để mà tu về thiền định. Thì thực ra đó là nói chung á, nếu mà đứng về phương diện thiền tuệ đó thì mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, dù mình là đang là tính gì, dù mình là đang tham hay đang sân hay đang si hay đang gì đó, thì mình vẫn chánh niệm tỉnh giác, rõ biết cái mình đang tham. Ví dụ như là trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật ngài dạy là tham thì biết là tâm đang có tham, thì sân thì biết tâm đang có sân chẳng hạn. Tức là cứ mình đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Đó là cái cách để mà mình thấu suốt được các cái tính cách của mình, tính cách cái của mỗi người á, mỗi người có một cái tính cách. Cái tính tầm và tính giác á, nó có giống giống nhau nhưng mà nó khác hướng. Cái tính tầm á là tức là cái người mà hay suy nghĩ đó, người lý trí, cái người mà lý trí hay suy nghĩ cái này cái kia, đó là tính tầm. Suy nghĩ tính toán cái này kia đó là tính tầm. Còn cái tính giác á, thì là dễ sáng suốt, biết rõ. Tính giác là cái tính cao nhất. Tính tầm á, thì vẫn hơi giống giống tính giác nhưng mà nó lại đi ngược chiều. Cho nên hai cái tính này nó có giống 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 nhau. Nhưng mà cái tính bây giờ mình nói về cái giới định tuệ, mà giới định tuệ theo cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tức là theo cái thiền tuệ á, chứ không phải theo cái thiền vipassana hay thiền tứ niệm xứ, chứ không phải là thiền định mà mình mà tứ thiền bát định. Thì á, mình cái tính như thế nào đó thì mình đều rõ biết được cái tính của mình như vậy. Thí dụ như cái người lý trí là rất khó. Mặc dù là người lý trí đó thì nó không phải là tính tham, tính sân, tính si. Thực ra đó, tính cái người mà lý trí đó của cái tính tầm á, nó lại gần gần giống với tâm si. Nó tức cười đó, nó thì cũng là lý trí muốn hiểu biết nhưng mà nó lại đi gần với tâm si, bởi vì nó trào cự đồ nhiều, tức là suy nghĩ rồi này kia, tìm tòi rồi này kia nhiều, cho nên là cái trào cự như người nhiều. Cái trào cự đó nó là cũng thuộc về tâm si. Thì cái cách mà của thiền vipassana đó thì vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì trong vipassana đó thì chỉ có hai cái tính thôi. Hai tính mạnh, hai tính này thì ai cũng có cả hai, chứ nhưng mà cái nào mạnh hơn? Đó là cái tính tham ái và cái tính tà kiến. Tà kiến thì nó nặng về lý trí hơn. Tham ái thì nó nặng về tình cảm hơn. Đó, đại khái là vậy. Thì nó có hai cái loại người như vậy. Thì thực ra là
mấy cái tính như tham sân si hay là tính tầm tính giác gì đó thì cũng đều là thuộc về trong hai cái tính mà trong thiền Vipassana, đó là cái tính tham ái và tính tà kiến. Nặng về tham ái là nặng về tà kiến. Cho nên là vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái sinh hoạt của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Thì tự nhiên là mình sẽ thoát ra khỏi được những cái tính. Mình cũng chuyển hóa được những cái tính. Mà mỗi người do cái tính này là cái căn cơ trình độ, tức là căn cơ của người này thì nó là tham nhiều, căn cơ người kia thì sân nhiều chẳng hạn. Thì cái tính này là nó có cái tính chất nó như vậy. Bổn đoàn xin hỏi là, kính thưa thầy, thầy nghĩ sao về việc xăm hình ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cái xăm hình thì thầy nghĩ là cũng tùy loại cái xăm hình. Có thể xăm hình là một loại hình nghệ thuật, nhưng mà cái tùy theo cái người mà thích cái xăm cái gì. Nếu mà xăm cái gì mà nó tốt lành á thì cũng được, còn nếu mà xăm cái gì mà nó không tốt lành á thì nó là xấu. Nó là vậy, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà tức là nếu mà trong tục đế đó thì cũng có những cái mà phải thấy là có khi xăm hình mà nghệ thuật thì cũng được, cũng sao, cho nó tùy thích của mỗi người thôi. Có điều là khi mà mình xăm rồi á, tại vì cũng cái tâm của mình á thì nó thay đổi. Ví dụ như hôm nay mình thích cái này nhưng mà ngày mai có thể là mình thích cái khác. Mà mình xăm vô rồi cái là mình muốn mà xóa đi để mà xăm cái khác vô thì nó lại khó hơn. Cho nên tốt nhất là đừng xăm. Tốt nhất là đừng xăm. Bởi vì nếu mà đã xăm vô rồi là mình đôi lúc là nhiều phải xóa đi. Có nhiều vị hồi trước tu cái là trước khi tu đó thì có khi xăm cái hình cái cô gái rồi gì chẳng hạn, xăm hình người yêu rồi gì đó chẳng hạn. Rồi bây giờ thôi, thì bây giờ biết tu rồi, đi tu rồi, giờ phải xóa chẳng hạn như. Cho nên là tốt nhất là đừng có xăm, rồi phải xóa. Trong tu hành của mình á thì cũng vậy, đừng có nên tu luyện để mà đạt được sở đắc. Bởi vì á, sở đắc được rồi á, rồi phải xóa sở đắc đó là mệt lắm. Đừng có đắc gì cả là khỏe. Tức là mình chỉ thấy pháp thôi. Niết bàn mình cũng thấy thôi, chứ không đắc. Chứng ngộ thôi, chứ không có đắc. Không có cái gì mà đắc hết đó. Chỉ thấy tất cả các pháp nó là như vậy. Chứ không có đắc, bởi vì đắc rồi cái là trước sau phải xóa, chứ đâu có cái gì mà nó tồn tại mãi đâu. Cái gì mà mình đã tạo thành, cái gì mà mình đã dính mắc thì nó chỉ ràng buộc đó. Và trước sau rồi mình cũng, khi mình thấy ra rồi thì mình cũng phải xóa. Cho nên là tốt nhất là không nên xăm. Nhưng mà trong xăm thì vẫn có những cái xăm tốt thì mình vẫn chấp nhận được. Nhưng mà lỡ khi mà thấy có cái tốt hơn nữa thì lúc đó là không còn chỗ để xăm nữa.
Bạn Hùng Nguyễn xin hỏi là trong việc tu tập con thấy buông xả, buông bỏ như oán giận, ký ức buồn đau, bất như ý vân vân là khó nhất. Mong thầy chia sẻ cách thực tập để việc buông xả ngày càng tiến bộ với ạ. Con cảm ơn sư. Cái buông á, thì cái buông là nó phải là cái hiệu ứng hay là cái kết quả của cái thấy. Cho nên á, thật ra là thấy tức là buông. Chứ còn nếu mà mình mà không thấy mà mình cố buông á, thì buông có khi không được mà nó dính thêm. Cho nên mình phải thấy ra. Mà có những cái có những cái đó, ví dụ như Đức Phật Ngài nói rằng là có những cái lậu hoặc là do tri kiến được đoạn từ. Tức là chỉ cần là mình nhận thức, nhận ra đúng là nó hết cái sai lầm đó, hết cái lậu hoặc đó, cái che lấp trói buộc đó. Cho nên trong đạo Phật á, là cái giác ngộ là chính, giác ngộ tức là thấy ra thôi, thấy ra sự thật. Thì bây giờ vẫn là thường chánh niệm tỉnh giác, thường phải sáng suốt quan sát lại tất cả mọi cái hành động, nói năng, suy nghĩ hay là cái nhận thức, hành vi gì đó của mình trong đời sống hàng ngày. Mà trong những việc nhỏ nhặt nhất mà mình thường quan sát để thấy. Cái cách đó là cách tốt nhất để buông. Bởi vì hệ mà cái buông là nó tùy thuộc vào cái độ thấy biết đúng. Còn buông á, thật ra là khi mà nó chưa thấy biết rõ mà buông á, thì có khi là không tốt. Bởi vì mình buông như vậy thì nó là, mà mình vẫn chưa thấy mà, chưa biết rõ cái đó là như thế nào. Mà mình buông thì cái buông đó nó là cái buông giả chứ chưa phải là thực. Cho nên là phải thấy biết rõ là cái nó mới buông. Thì Đức Phật Ngài nói buông tức là cái, Đức Phật Ngài nói cái xả ly một pháp hay là thoát ly được một pháp á, là khi thấy được cái pháp đó sinh diệt rồi vị ngọt rồi nguy hại như thế nào. Cho nên phải thấy rõ được nó. Trong đó là thấy được cái duyên, cái nhân quả, cái này, cái kia gì, đủ thứ ở trong đó. Thấy rõ hết rồi á, thì tự nhiên là buông thôi. Đa phần á, là mình dính mắc á, là do ảo tưởng nhiều hơn. Do ảo tưởng nhiều hơn. Chứ còn trên thực tế, nếu mà mình không có ảo tưởng thì nó không có dính mắc. Nhưng mà tại vì đa phần là do ảo tưởng. Ảo tưởng cho nên mình phải cố tìm kiếm cho nó được cái mà mình, cái tượng ảo đó của mình. Nhưng mà khi mà mình đã thấy ra rồi đó, thì tức là mình thoát ra khỏi cái ảo tưởng. Khi mình thấy ra được sự thật thì mình phải thoát ra khỏi ảo tưởng. Thì thoát ra khỏi đó chính là buông. Cho nên mới nói là có hai cái buông. Một là cái buông bỏ, hai là cái buông xả. Cái buông bỏ thì cái gì mà không cần thiết thì mình bỏ đi. Đó là mình lấy cái đối tượng là chính. Tức là buông bỏ những cái vật gì. Còn cái buông xả đó thì là cái thái độ là chính. Tức là cái tâm mình không dính mắc. Chứ cũng không cần phải là không cần phải buông bỏ, mà chỉ có thái độ buông xả thôi. Do đó cái chính yếu vẫn là cái mà phải thấy ra. Tiếp theo ạ. Dạ, thưa thầy, trước kia con hay cúng dường cho một sư cô đi học, nhưng sau này con phát hiện ra
sư cô ấy nói dối. Ví dụ như sư cô có đủ tiền đi học nhưng vẫn nói chưa có hoặc chưa đủ. Sau này niềm tin của con bị tan vỡ. Con có nên tiếp tục cúng dường cho sư cô ấy đi học nữa không ạ? Con cảm ơn thầy. Cái đó thì thầy không biết. Cái đó phải từ mình phải biết thôi chứ. Thầy biết được. Từ mình quyết định thôi chứ. Tức là thấy mình phải đánh giá cái sự việc cho nó rõ ràng, cũng vẫn là tùy thuộc vào thấy biết. Tức là nếu mà mình thấy biết được rõ ràng vấn đề thì lúc đó mình cân nhắc về cái chuyện lợi hại là nên hay không nên. Thế còn thầy đứng ngoài làm sao thầy biết được? Trong cuộc mới biết được. Câu hỏi tiếp theo là: con thưa thầy chỉ dạy giúp con. Khi mới về chùa tu, con rất kính trọng mọi người. Nhưng sau một thời gian ở chùa, con thấy có nhiều điều không hay làm cho đạo tâm con ngày càng giảm. Cũng không còn kính trọng mọi người ở chùa nữa. Con phải làm sao đây ạ? Càng tu mà con càng ngã mạn, càng suy sút. Con không muốn tiếp xúc và nói chuyện với ai cả. Xin thầy chỉ dạy giúp con ạ. Cái này thì cũng có tùy theo cái hoàn cảnh. Nhiều khi một người đi xuất gia đó là cứ nghĩ rằng là vì đọc có thể đọc giáo lý hoặc là chỉ biết một vài cái thông tin gì đó về cái chuyện tu hành, cho nên đó là cứ xuất gia, cứ xin xuất gia. Nên khi mà có người mà hỏi thầy là hướng dẫn về cái chuyện mà xin xuất gia là luôn luôn là thầy nói rất là kỹ. Mà đa phần là bàn ra. Đa phần đoàn ra. Bởi vì á, cái người mà xuất gia là họ có nhiều cái ảo tưởng về cái ngôi chùa. Họ tưởng ở đó là coi như mọi người đều thánh thiện, mọi chuyện đều tốt đẹp. Và tại sao phần lớn những người cư sĩ, nếu là cái người cư sĩ mà họ hiểu đạo thâm sâu á, thì không vấn đề gì. Nhưng mà những người mà hiểu đạo ít á, thì họ hay lý tưởng hóa. Cái nói là cái chùa là ông sư là phải thế này, ông sư là phải thế kia, mà có nhiều cái phải á, không phải là không phải. Tức là có nhiều cái phải thì phải, nhưng mà có nhiều cái phải là không phải. Tức là thế này, phải là phải theo ý mình thôi. Phải theo ý mình chứ không phải là cái phải, không phải là phải trong cái hoàn cảnh thực tế. Cho nên tự nhiên cái là mình bắt ông sư phải thế này, bắt ông sư phải thế kia theo ý mình. Mình muốn ông sư là ai, ông sư nào mà xuất gia cái là trở thành thành thánh hết trơn á, đâu có được. Cho nên á, thật ra là cái người xuất gia cũng là người thường bên ngoài thôi. Đó. Người thường bên ngoài thôi chứ đâu phải là cái người đó có gì khác đâu. Nhưng mà khi vô xuất gia thì cái người ngoài và cả người xuất gia đều phải hiểu cho đúng. Có nhiều người xuất gia vô rồi một cái thấy mình mặc y mặc đồ vô rồi người ta đảnh lễ, người ta cúng dường, tự mình là ghê gớm. Mình ghê gớm là tự mình là coi như là phải mình là phải dạy dỗ cho Phật tử này kia đó. Nhưng mà trong Phật tử có nhiều người người ta tu cùng hơn cái người xuất gia nữa. Cho nên mình phải hiểu rõ cái người mà đi xuất gia là phải hiểu rõ. Thầy mới nói họ đầu tiên là nói những khó khăn, những cái xấu trong chùa.
để cho họ biết trước cái này nữa. Chứ không phải vô trong này là tốt 100% nữa. Tức là họ để cho họ thấy tất cả cái hiện trạng thực của cái chùa là như thế nào, để họ bớt cái ảo tưởng đi cái đã. Chẳng thôi họ cứ tưởng là ảo tưởng rồi họ đi vô, mà vô rồi không đúng cái ảo tưởng của họ cái là họ cho là xấu. Đã. Cho nên đầu tiên á, là thầy phải nói hết cái xấu của chùa ra đã. Để cho họ thấy cái mặt trái. Tại vì họ cứ nghĩ cái mặt đẹp không à, cho nên mình phải nói cái mặt trái để cho họ thấy. Có nhiều vị thì cứ ai xuất gia cái là vô mau mau vô xuất gia, đừng ở đời nữa, đời khổ lắm. Thầy là không có kiểu đó, thầy nói tu khổ lắm, đừng có vô tu, ở ngoài đời đi. thầy hay nói kiểu đó. Nhưng mà khi mà thầy nói kiểu đó mà người đó vẫn cương quyết tu hành, con biết rồi, con dù là như vậy con vẫn tu. À là được, cái này người này được. Rồi á, là vì vậy cho nên đầu tiên là nên tới cái chùa đó để mà làm công quả. Thế là ở đây tại sao mà cho người vô mà xin xuất gia đều cho làm công quả hết, chứ chưa nhận xuất gia. Đó, ở cái thời gian họ làm thì mình thấy coi thực cái người đó có quyết tâm tu hành hay không, có vượt qua những khó khăn hay không. Và bản thân người đó thì khi tiếp cận với chùa mới nhìn thấy được những cái mặt này mặt kia của chùa, để xem thử là mình có bớt đi cái ảo tưởng hay không chẳng hạn vậy. Cho nên cái thời gian mà để tiếp cận, để tìm hiểu đó, và nên đi tìm hiểu nhiều chùa, coi sự chùa nào mà nó mà thích hợp với cái căn cơ của mình. Có nhiều khi mình vô một cái chùa mà người ta tu cao quá, mình tu không nổi à, và mình nói là cái chùa đó xấu. Nhưng mà thật ra là do căn cơ của mình kém, thì lúc đó mình phải đi tìm cái chùa nào mà căn cơ ngang mình đó, để mà tu vậy thôi. À, rồi á, rồi khi mà ở đó tìm hiểu mà thấy được rồi, sau một thời gian thấy được rồi, chấp nhận tu rồi, trong chùa cũng chấp nhận cho tu. À, rồi phải học kinh, học luật rồi kia. Cho nên cái thời gian đó là cái thời gian mà tiếp cận đó đó. Một thời gian rất là quan trọng. Chẳng phải là ai vô cái là cho xuất gia liền. Có nhiều cái chùa kỳ lạ lắm. Vô tu cái là cho vô xuất gia cái rồi thâu giấy tờ hết trơn luôn. Bây giờ đi ra là không được nữa. Không cho đi đâu hết trơn á. Thọ giới thọ đồ gì cũng thâu giấy hết à, đi đâu là cũng được hết đó. Bây giờ thấy cái chùa đó là sai rồi mà muốn đi cũng không được nữa, giấy tờ giữ hết trơn rồi. nhiều trường cũng kỳ lạ đó. Cái này do cái trình độ của cái vị trụ trì, hay là do trình độ của cái tăng chúng ở trong cái ngôi chùa đó. Nên khi mình tới một cái chùa có thể là mình sẽ không như mình nghĩ. Không như lúc đó mình sẽ là thất vọng. Còn cũng có những trường hợp, cái này là mình phải sáng suốt mới biết được. Có những trường hợp khi mình vô một cái chùa mà mình cứ nghĩ rằng là cái chùa nó phải êm ấm. Thực ra vấn đề không phải là êm ấm hay là không êm ấm, mà là vấn đề là khi mình vào tu trong đó là mình có thấy được cái pháp tu hay không, để mình tu hay không. Chứ còn người khác tu sao, mỗi người mỗi kiểu mà ai biết. Mình lo tu mình thôi chứ, lo hiệu pháp cho đúng rồi tu cho đúng thôi chứ. Còn người khác thì mỗi căn cơ trình độ mỗi khác nhau, đâu có ai giống ai. Cho nên mình phải trừ ra có những cái người mà ở trong đó là nó lợi dụng hay là cái gì đó mà vô trong đó tu hành làm toàn những chuyện là tồi bại, thì cái đó là không nói, cái đó đương nhiên là không được rồi. Nhưng mà cũng có những người do căn cơ trình độ hay là cái gì đó người ta chưa tu hành tốt, thì cái đó mình cũng phải thông cảm thôi chứ làm sao được. Chứ đâu ai cũng vô tu là đều tốt hết trơn đâu. Thì á, là nếu như quả thật mình vô tu mà mình gặp một cái chùa
mà ở đó cái sự tu hành không có không tốt. Thì Đức Phật Ngài có dạy là mình có thể, mình phải rời trú xứ đó. Dù cho cái trú xứ đó nó có tiền lời, tiền nghi gì cách mấy đó, cũng phải rời cái trú xứ đó. Và để tìm một cái trú xứ khác để mà tu hành mà mình thấy là tiến bộ á, thì cái đó mình mới đến. Thì đại khái là như vậy thôi, tức là cũng là phải do cái nhận thức của mình. Chứ còn trong cái nhà tu thì nó cũng giống như ở ngoài đời thôi. Còn cái quan trọng là người nào người ta hiểu đạo, rồi tu hành đúng, người ta giác ngộ giải thoát thoát thì nó lại khác. Còn đa phần thì vẫn là người đang tu thôi. Cho nên mình cũng đừng có thần thánh hóa, cũng đừng có bắt người ta thần thánh quá. Nhưng mà mình có nhiều người thì lại tôn trọng ông sư một cách quá đáng. Ông sai mà cũng không dám nói. Đó. Sai là thẳng thắn, phê bình. Chứ không có sợ tội sợ đồ gì cả. Nhưng mà cái cách nói, ăn thôi cách nói của mình là nói mà xây dựng. Chứ không phải là mình nói là để mình phá người ta, mà mình xây dựng là được. Dạ, con xin đảnh lễ sư ông. Xin sư ông khai thị cho con sự khác nhau giữa quán trong thiền và tưởng trong đời sống hàng ngày. Cái này là có lẽ khi mà đặt câu hỏi này là cái hiệu cái chữ quán theo cái nghĩa là quán tưởng. Còn thực ra cái chữ quán đó nó có nghĩa là quan sát thôi. Quán là quan sát, soi chiếu, soi sáng là quán, chứ không phải là, còn quán tượng là khác. Cái quán tượng là tức là mình dùng tới tưởng, dùng tới suy nghĩ. Tuy nhiên cái tượng hay là cái suy nghĩ của mình nó có hai cái dạng, có hai cái loại tượng. Tượng ở đây có nghĩa là tư duy, là tư tưởng. Thì nó có hai cái loại tượng. Một loại tượng là dục tượng, sân tượng và hài tượng. Đó. Tức là cái tượng nào mà nó thuộc về dục tượng, sân tượng, hài tượng á, thì cái đó là cái tượng gọi là vọng tượng. Vọng tượng hay là tà tượng. Còn cái tượng mà trong quán tượng á, cái tượng mà trong quán tượng á, là nghĩ đến những cái phương diện nào mà nó ly được dục. Tức là mình suy nghĩ sao mà mình ly được dục. Suy nghĩ sao mà lìa được cái sân hận. Hay là suy nghĩ sao mà không hại mình hại người. Những cái suy nghĩ không có hại mình hại người. Những cái suy nghĩ không từ cái tâm sân. Hay là những suy nghĩ không từ cái tâm dục. Thì những suy nghĩ đó là tốt. Tức là ly dục tưởng, vô sân tượng, vô hài tượng. Đó là cái tư tưởng tốt. Thành ra là có thể dùng tư tưởng tốt để đối trị cái tư tưởng không tốt. Đó cũng là cái pháp tu. Thí dụ như bây giờ mình thấy một người nào đó làm gì đó sai, cái mình nổi sân.
Nhưng mà đó là tại vì mình nghĩ toàn cái xấu của người đó, mình thấy toàn cái xấu của người đó. Nhưng mà nếu như mình á, mà suy nghĩ lại cái ngược cái chiều lại về cái tốt của người đó, thì tự nhiên mình hết sân. Mà người nào có cái tốt với cái xấu hết trơn á, mà mình cứ nghĩ cái xấu không á, là nội sân càng ngày càng sân càng mạnh. Nhưng bây giờ mình, nếu mà mình đủ bình tĩnh để mà nghĩ về cái tốt của họ. Thí dụ như có một câu chuyện nói rằng là cái chị đó, chị thấy ông chồng là đi ngoại tình, cho nên chị không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được một cái người chồng mà đi ngoại tình như vậy. Cho nên á, là chị quyết định là ly hôn. Nhưng mà khi ly hôn rồi á, chị mới thấy rằng là bắt đầu chị mới thấy là hụt hẫng. Hụt hẫng là bởi vì đó, khi như chị, anh ấy chỉ có cái sai đó thôi. Nhưng mà ở nhà anh làm nhiều rất tốt. Ví dụ như cái bóng điện hư là anh sửa giùm. Cái này, cái chuyện gì trong nhà mà là anh đều làm được hết. Anh giúp đỡ mình. Bây giờ không có anh, cái giờ mình không biết nhờ ai. Thế nên nhiều khi mình chỉ nghĩ đến cái mặt sai của người ta thôi, mà mình không nghĩ cái mặt tốt. Mà trong con người á, là ai cũng có cái mặt sai và mặt tốt hết á. Cho nên á, thầy á, là cái cách của thầy nhìn người á, là thế này. Cái nào tốt là nhận tốt, mà cái nào xấu là nhận xấu, vậy thôi. Nhưng mà ngay cả cái tốt đó cũng có thể họ thay đổi. Có thể tốt thành xấu không chừng. Mà cũng cái xấu đó có thể là họ thay đổi xấu thành tốt không chừng. Cho nên mình chỉ thấy là lúc đó xấu là mình nói xấu, lúc đó tốt là nói tốt. Nhưng ngày mai á, cái xấu nó trở thành tốt thì mình lại nói tốt. Cái tốt mà trở thành xấu thì mình nói xấu. Cứ vậy thôi đó. Cái đối với các cái tông phái, đối với các tôn giáo cũng vậy. Thầy không có chấp tông phái đó. Cho nên có nhiều người nói thầy là thuộc loại ba phái. Tu hành ba phái. Bởi vì sao? Tôn giáo nào cũng nói Chúa nói thế này, Chúa nói thế kia. Rồi Nam Tông không chịu nói Nam Tông, người tích đi Bắc Tông vô, chi ba phải chứ vậy. Nhưng mà thầy là không phải vậy. Thầy là thầy nghĩ khác. Cho dù cái tông phái đó nó sai hết 99% rồi, nhưng mà nó có một cái đúng là vẫn là đúng rồi. Thì mấy cái 99% đó thầy không theo. Nhưng mà cái đúng là thầy vẫn cứ trích dẫn như thường. Không có việc gì mà thầy mình ta nói đúng mà ta đâu có sai. Cho nên cái nào đúng là đúng, mà cái nào sai là sai. Chứ không có cái chuyện là mà cái tông phái đó là sai hết, hay là cái tông phái đó là đúng hết. Không có chuyện đó. Không có cái tông phái nào mà đúng hết cả. Không có cái tông phái nào mà sai hết cả. Ai cũng có cái đúng, cái sai, cái sở trường, sở đoạn hết. Cho nên mình không có chấp. Cái nào đúng là nói đúng, mà nào sai là sai, vậy thôi. Bây giờ ai nói thầy ba phải thì thầy cũng phải ba phải đâu á. Nhiều khi có chục phải luôn á. Chẳng phải ba phải. Chục phải. Hết giờ rồi phải. Hết giờ rồi. Gặp lại tuần sau. Y đàng nô nhân tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhân tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đàng va ta mê pu nhang a sa va ca ya va hang ho sa thú lần tay chào mọi người.